Và anh Winner đang đứng tại đường Hàng Hoa Thám. Nó giáp với đường Lê Trực. Quán Dân & Bean này nó cũng sẽ dễ tìm thôi, bởi vì quán nó không quá là to, không quá là lớn, nhưng mà nó có một cái màu rất là sáng sủa, và đường thì cũng đường rất là lớn, cũng là nằm ở phía bên ngoài mặt đường ấy, cho nên là nó cũng rất là dễ tìm. Thôi bây giờ Việt Thi và anh Winner sẽ cùng nhau đi vào trong để xem quán ăn như thế nào nha. Như mọi người thấy, vừa bước vào quán luôn, đây ta 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 tăng rất là nhiều bộ đồ Hanbok ở đây, đúng không anh? Đây đúng rồi, Hanbok, đồ Hanbok, đồ Hanbok, đồ truyền thống của Hàn Quốc. Cực kỳ đẹp. Nếu như mà mặc cái này thì sao nhỉ? Anh nghĩ là em nên dẹp ngay ý tưởng này đi. Em có thể mặc quần này, em có thể mặc quần kia nữa không, mà. Em không mặc được anh cái gì đâu. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều góc để sống ảo luôn. Thôi bây giờ mình cùng nhau order. Và chủ đề chính. Dạ, ok, và chủ đề chính. Dạ, em chào anh ạ. Ngay cả anh nhân viên cũng có một cách rất là Hàn Quốc mọi người. Dạ, anh cho em hỏi là ở trong đây mình có cái món nào mà kiểu mình vào đây mà mình phải thử không anh? Món tên là Hanbok set. Cái đó thì 250.000 người cho một bộ trong một tiếng và sẽ được miễn phí một ly nước. Anh có muốn chụp hình không? Anh thì thế nào được, quan trọng là em thôi. Thôi cho em một set Hanbok. Dạ vâng ạ. Còn anh muốn uống gì? Em không cho anh chụp hình đó, anh uống rồi cũng được. Hoặc là anh muốn chụp hình thì anh chụp hình. Em bỏ lại đi nha, anh đi về. Thôi mọi người đi về nào. Vậy cho em hai set ạ. Mới vừa được nghe nói là ở đây có cái nước ép thơm bắp cải tím nè, với lại cái trà đào cam quế nè, với lại cái trà sữa hoa đậu biếc là phải thử. Thì thôi bây giờ trong ba món này anh chọn một món đi. Em chọn đi. Em cho anh chọn mà. Anh cho em chọn nữa. Ok, vậy thôi em sẽ chọn hai món. Nước ép thơm bắp cải tím với lại trà sữa hoa đậu biếc. Tính ra là anh không có sự lựa chọn. Đâu có, ý là em thêm anh, ý là em muốn thêm một cái nữa. Tại vì mỗi người thì chỉ có một sự lựa chọn thôi, nhưng mà em muốn thêm một cái. Thì trong ba cái đấy thì em chọn hai cái rồi, thì anh còn một cái để chọn thôi à? Dạ thì đúng thôi. Không? Dạ, lấy em hai món nói chiếc nha anh. Như mọi người đã thấy ở đây, Young & Bean, tầng 1 là phong cách trà đạo yên tĩnh, tầng 2 là khu vực thuê Hanbok và chụp hình, tầng 3 nhâm nhi cà phê, trà sữa với không gian trẻ trung, đáng yêu kết hợp với shop thời trang, mỹ phẩm. Cái sân thượng này thì hơi đặc biệt một chút là nó chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều thôi, là sân thượng ở khu vực không gian mở mang phong cách picnic, hóng mát về đêm, cực kỳ lý tưởng. Nhưng mà bây giờ là Việt Thi là anh quên là đi buổi sáng, cho nên là không có dịp để mình thưởng thức cái sân thượng nha. Dạ. Và bây giờ Việt Thi và anh Winner sẽ cùng nhau đi tham quan từng tầng một nhé. Đi nào. Đây chính là tầng 1, phong cách trà đạo. Chỗ này là mấy bạn có thể ngồi bệt dưới đất thì nó sẽ thoải mái hơn. Nhìn cách decor ở trong cái căn phòng này nhìn nó kiểu rất là Hàn Quốc nhỉ. Kiểu nó rất là... Đúng chắc Hàn Quốc ấy. Đúng rồi. Rất là thích hợp để khi kiểu mình làm việc cũng có thể vào đây để kiểu ngồi xong rồi tĩnh tâm lại để làm việc, không gian rất là rộng lại nhiều bàn nữa. Cái cảm giác nó rất là Hàn Quốc luôn đấy. Kiểu đầu tiên chúng ta sẽ thấy là bảng giá thuê Hanbok. Cái này là thuê sẽ được là thuê theo giờ. Hanbok nam và nữ là 230.000 một tiếng, còn Hanbok trẻ em là 180 một tiếng. Nếu như mà với hình thức là thuê ngày á thì là Hanbok nam là 700.000 một ngày, còn Hanbok trẻ em là 350 một ngày. Cái đó là chưa bao gồm nước. Đối với thì giá nó hơi đắt. Yeah. Anh Minh ơi, Diệp Thi thích cái này. Cái này là nó bầu bạc ở đây nè, với cái này nữa. Đẹp nhờ. Hả? Ừ. Anh nếu như mà anh có nhu cầu thì anh mua cho em cũng được. Ok. Em mua em về em làm cài tóc, anh chăm lên cài này. Ủa cái này có phải cài tóc đâu? Không phải, em biết là quay cài tóc là người ta thường thường mà quang đồ hay này nọ, người ta sẽ có mấy cái này để người ta chăm lên đây là chứ mình là lệnh bài là cái gì đó. Không phải. Đúng rồi. Em là coi phim Hàn Quốc mà kiểu cổ truyền nhiều lắm nha. Người ta gọi là cổ trang. À cổ trang á. Nón. Ui. Nè cho anh nè, anh thử không? Em đổi cho anh trước đi xong em buộc của em. Ê, nhìn anh giống đu minh.
ơi, anh đội này nhìn anh giống quan lệnh hồi xưa á, nhưng mà em cục nơ thì nó hay sai mũ cái này. Nó là gần màu hồng nữa chứ. Ừ, các vị thấy có còn một cổ trang. À, cổ trang. Ừ. Phim vì sao đến tới các anh Bumin Chun mà cái hồi mà anh còn đó đẹp trai. Anh có đội với cái này để nó nhìn nó ngầu ngầu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn phòng đồ handbook. Trời ơi đẹp quá à, tuy là không thấy màu hồng á, nhưng mà nhìn mấy này nó cũng rất yêu á. Theo như Việt thì mình mới tìm hiểu, đồ handbook ở bên Hàn Quốc thường thì sẽ chuộng màu đỏ hơn. Tại vì thường thường Việt khi đâu á, Việt cũng thấy màu hồng, nhưng mà chắc tại cũng kiểu Việt Nam mình khi mà lấy hàng về thì cũng thích màu hồng nhiều, con gái nhiều lắm. Thi đang mặc áo màu hồng vậy Thi ơi. Anh Winner thì thích màu hồng chứ Việt Thi không có thích màu hồng nha cả nhà. Anh muốn em lựa cho anh một bộ không? Em lựa cho em trước đi. Thôi em không thích em lựa cho em đâu, anh lựa cho em rồi em lựa cho anh vậy đúng không? Ok. Khi mà bước vào trong căn phòng này thì chúng ta có thể thấy là ở trong này có cả đồ nam này, đồ nữ và có cả đồ trẻ em cho các bạn bé nhỏ xinh thích mặc luôn. Chắc là Việt Thi mặc đồ trẻ em hả Việt Thi? Đúng rồi, em còn nhỏ mà anh em còn nhỏ chí. Đây là đồ nam nè. Ủa vậy là đồ trẻ em. Ui, nó nặng cực. Anh kiểu bị sốc luôn, anh cầm lên nó sốc luôn á. Hồi xưa người ta hay mặc đồ vải dày kiểu 3-4 lớp. Em mặc mấy cái bộ này nè. Nghĩ sao vậy? Nè trời ơi, khi mặc bộ này quá hợp luôn. Anh thôi đi. Ủa em chọn cho anh đi. Em chọn cho anh hả? Ừ. Anh thích đồ như thế nào? Em thấy người Hàn Quốc thì thường chuộng màu đỏ, anh mặc cái này đi. Anh thích màu đỏ mà. Ừ. Đầu anh màu đỏ nè. Ừ, em mặc cái này đi. Tăng 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 tăng. Đâu rồi? Em đâu rồi? À đây nè. Đây nè. Thì nó cũng hợp với bộ của anh Winner này. Ở dưới nó màu đỏ. Wow. Nói chung là ở đây thì các bạn chỉ cần vào và chọn một bộ đồ mà mấy bạn thích. Sau đó là nó có tất cả đủ hết mọi size luôn. Thì các bạn chỉ cần ra mấy bạn nói là người ta sẽ lấy size đó cho các bạn. Thôi đi thay đồ nào. Annyeonghaseyo, chào mừng Việt Thi với Mita. Thôi bây giờ mình sẽ hát tặng một bạn một đoạn của bài Spring Day. Thì nó cũng là tiếng Hàn, tại mình đang mặc hanbok mà mình cũng có cảm giác là mình đang ở Hàn. Nên con chi to đâu cho yo to cho kim chi mo đâu cho yo bo co shi ta bo co shi ta bo co shi ta. Sao nãy giờ lâu quá mà. Hai rồi. Hai anh. Trời ơi, nhìn anh mặc giống chú rể nha. Nhìn anh mặc giống phụ dâu lắm nha. Ở chú rể phụ dâu là sao? Chú rể phụ dâu là không có lấy nhau được. Nhưng mà liên quan quá ha. Thì ý là mặc đồ này nhìn nó giống như là đang ở bên Hàn Quốc mà kiểu đám cưới ấy, thường. Nhưng mà em là phụ dâu, gọi là chú rể. Anh không có cưới với em. Anh không có cưới với em. Chú rể lắm. Đi luôn nha. Chú Winner được biết thì những cái bộ đồ mà mọi người đang mặc đây và những cái bộ đồ đang được treo trong kia thì là do chị chủ quán nhập hoàn toàn từ bên Hàn Quốc về Việt Nam. Nên là những cái chất liệu vải, tất cả mọi thứ luôn nó đều rất là Hàn Quốc. Và bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi thưởng thức nước thôi. Mình sẽ thử trà sữa hoa đậu biếc. So what's up? Béo. Mới uống vô là nghe bị béo liền. Không có bị ngọt quá. Nếu như mà mấy bạn ăn đồ béo rồi kiểu nó còn bị ngọt quá thì sẽ bị ngán nha. Và hồi nãy là mình cũng có được chia sẻ là cái trà sữa hoa đậu biếc này là có tác dụng là dưỡng da. Xong rồi là kiểu sẽ làm cho da mặt sáng. Thì nó rất là tốt cho da mặt cũng như là tốt cho các việc skin care hàng ngày. Tại vì nó là trái cây mà nên là kiểu như là khi mà vừa uống vào kiểu cái vị thanh mát của thơm có thơm. Thơm với cả bắp cải. Lúc đầu ấy, anh nghĩ là nhá, hai cái này mà trộn vào nhau ấy, làm sao ta? Mà lúc mà uống vào ấy, thực sự là rất là ngon, kiểu như là nó rất là hòa quyện nhau. Thấy ở dưới các anh chị bảo là cái loại nước này này khi mà uống vào, tại vì là nó có bắp cải này và thơm nữa nên là nó rất là tốt cho sức khỏe. Nên là anh thích uống cái này hơn. Nhắc lại cho các bạn nhớ là cái phần nước này nó sẽ nằm trong phần combo là gồm có một bộ đồ handbook và một phần nước tùy chọn. Còn nếu như mà mấy bạn chỉ cần muốn đồ handbook không thì chỉ có 230.000 thôi. Thì ngày hôm nay Thi và anh Winner đã review cho các bạn quán Young & Bean. Thì đối với Thi thì quán này nước rất là ngon.
còn có giúp cho mình có sức khỏe, rồi còn có một bệnh nha đẹp nữa. Ở trên lầu 2 còn có cả mỹ phẩm thì rất là thích hợp. Đồ handbook cũng rất là đẹp nữa. Nói về đề con của anh em khá là ok, mọi thứ rất là kiểu tươi xanh hợp với em. Thuê một bộ đồ ở đây mà có thêm một viên nước như vậy thì hơi đắt. 250, em có thể làm được rất nhiều chuyện. Đúng rồi. Chẳng hạn như mua một cái son, có 250 thì em có thể mua được rất nhiều, mà chỉ thuê một bộ đồ mà chụp trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà 250, nếu như mấy bạn thuê thử thuê qua 2 tiếng là 500.000 thì thật sự rất là đắt. Có một điều gì đó rất là đặc biệt đang chờ đón tụi mình chứ. Bây giờ đi nè. Từ nãy đến giờ mình đi tham quan quán khá là nhiều, anh biết là em cũng mệt rồi. Bây giờ anh đích thân, à không, anh đã nhờ quán chuẩn bị cho em một phần đặc biệt. Wow. Chà-chan. Nếu như các bạn muốn biết giá của từng món như sau thì mình sẽ nói đấy. Ở đây chúng ta có món tteokbokki truyền thống thì nó có giá là 69.000. Món tteokbokki hoàng đế thì nó sẽ có giá là 79.000. Còn cuối cùng món mì lạnh thì của chúng ta thì sẽ có giá là 89.000. Không, anh ăn thử đâu. Nếu mà cảm nhận về hai món này, Việt sẽ thích bánh nhào cái hơn. Ồ, nó còn cục đá nè. Nhưng mà hồi nãy Việt Thiên hỏi thì cái cục đá này nó cũng như là nước sốt gì đó, thì ý là kiểu nó đông rồi. Vậy là cuối cùng chúng ta đã khám phá xong một ngày tham quan quán Young & Bean. Cảm quan của anh thấy là quán chắc là vì mới mở ấy, nên là rất là sạch sẽ. Lúc ấy mình có một cái thắc mắc như thế, nhưng mà anh đã có điểm gì khó tính, chắc là nếu mà có những điều này thì có lẽ là quán sẽ cải thiện tốt hơn. Anh thắc mắc thôi ạ. Ví dụ là thứ nhất là những cái bộ đồ này này, khi mình mặc xong người ta có mang đi giặt không, anh thắc mắc chuyện đấy như thế nào. Lúc ấy anh có nghe là có nghĩa là chị quản lý ở đây còn nói đồ sau thì mình sẽ giặt luôn, giặt luôn, nên là mình sẽ không lo ngại cái chuyện mà sẽ bị dơ mùi cơ thể của người này người khác. Mọi thứ rất là ok. Anh chị một chỗ như là cái mà khi mà mình đi thay đồ các thứ thì có những cái như là thắt nút hay là những cái mà mình cần phải mặc vào thì các anh chị phục vụ rất là tận tình, rồi đồ ăn thức uống hay là cái gì đó các anh chị đều rất là cởi mở. Còn đối với Việt Thi thì Việt Thi quán khá là dễ tìm, tại nó nằm ngay đường Hoàng Hoa Thám luôn ấy, cách ngang Lê Trực nữa, chỉ cần đi lên một tí xíu thôi là thấy quán liền, cho nên rất là dễ tìm, mà quán rất là sáng nữa, cho nên nếu như mà bạn nào mà biết tới được quán rồi nhìn vào cái là thấy liền luôn. Đối với Việt Thi á thì nếu như mà một ngày trong vòng một tiếng mà 250 gồm nước cả đồ luôn thì nếu như mà Việt Thi thấy là hơi đắt. Nếu như mà trong 250 đó mà nếu như mà quán rồi mà có mở thêm tiếng Hàn thì Việt Thi sẽ tích tụ cái tiền lại đi học tiếng Hàn. Nhưng mà các bạn cũng có thể mặc đồ hình của ngoài và vào đi chụp hình tự sướng sống ảo các kiểu, khỏe re luôn. Trên thang điểm 10 thì Việt Thi sẽ cho quán dòng thành viên là 8 điểm của anh. Còn anh thì anh sẽ chấm là 7 điểm. Tao là cho 7 điểm mất chứ nhỏ, em nghĩ là cũng phải 7.5. Chắc là do anh hơi khắt khe, nhưng mà anh cũng thấy là 7 điểm là ok. Em nói chung là em thấy quán rất là thích. Còn đồ ăn nữa, thực sự là đồ ăn rất ngon luôn. Vậy thì thấy là mọi người phải thử món mì lạnh này, trời ơi, siêu đặc biệt luôn. Và cũng nên kêu gọi một phần tteokbokki để cho biết cái vị của bánh gạo thật là như thế nào ấy. Nó lạ lắm, nó khác ở ngoài lắm mà nó ngon ấy kìa. Em thấy như nào? Nếu như mà bỏ 89.000 ra để ăn món mì lạnh ngon như thế này thì em cũng ăn. Anh bảo này, thay vì em mua một cái vé mà em bay từ đây qua bên Hàn để em ăn một cái bát mì lạnh, thay vì em vào đây em bỏ 89.000 ra. Ngon lắm luôn, cái món mì lạnh này ngon lắm, thật sự là phải thử luôn á. Và vậy là chúng ta đã kết thúc số ngày hôm nay rồi. Mọi người nhớ rằng hãy ủng hộ cho Việt Thi cũng như là Winner trong chặng đường sắp tới nha. Và nhớ là hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Vì Hành Cùng Sao. Bye, bye.